tử huyệt của Tổng Trọng là gì và vì sao Tô Lâm chưa cần đụng tới. Trên mạng xã hội đồn đoán rằng Hội nghị Trung ương 10 khóa 13, Chủ tịch nước Tô Lâm đang thúc đẩy hai nhiệm vụ trọng tâm, đó là đưa tân Bộ trưởng Bộ Công an tham gia Bộ Chính trị, đồng thời thay máu toàn bộ cơ quan quyền lực bậc nhất này. Theo nguồn thạo tin của Thời báo .d khẳng định, Chủ tịch Tô Lâm đang là người làm chủ và điều hành cuộc chơi trên thượng tầng chính trị hiện nay. Tuy nhiên, theo giới quan sát cho đến nay, Thượng tướng Lương Tam Quang là Bộ trưởng Bộ Công an trên danh nghĩa, quyền lực thực sự vẫn hoàn toàn thuộc về Tô Lâm. Điều đó cho thấy khả năng ông Tô Lâm vẫn chưa tìm ra giải pháp để thuyết phục Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cả Tổng Trọng để đạt được đồng thuận đưa Lương Tam Quang vào Bộ Chính trị. Mà rào cản lớn nhất đó là nguyên tắc lãnh đạo tập thể của Đảng. Theo đó, việc quyết định các nghị quyết thuộc về số đông, cho nên việc ông Tô Lâm muốn sử dụng nghị quyết từ một cuộc họp của cán bộ chủ chốt, tức là họp Bộ Chính trị thu hẹp hay tứ trụ mở rộng, theo công thức tứ trụ cộng thường trực Ban Bí thư cộng Chánh văn phòng Trung ương là bất khả kháng vì ông Nguyễn Duy Ngọc chưa phải là ủy viên Bộ Chính trị. Trong khi phản ứng của phe tướng lĩnh quân đội được cho là không rõ ràng và có dấu hiệu án binh bất động, ngoại trừ Đại tướng Lương Cường vẫn tỏ ra năng nổ. Vào ngày 26 tháng 6, theo quyết định của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đã điều động chỉ định Trung tướng Nguyễn Văn Gấu làm Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang nhiệm kỳ 2020-2025. Trung tướng Gấu từng giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, là một đàn em thân cận của tướng Lương Cường. Trước đó, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái đã bị Bộ Công an khởi tố bắt giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan đến vụ án tập đoàn Thuận An, một sân sau của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Điều vừa kể trên cho thấy giữa lãnh đạo của phe quân đội và phe công an đang có cuộc chạy đua trong việc cài cắm các nhân sự lãnh đạo ở cấp tỉnh, thành phố theo thế cài răng lược. Đây là một kế sách tiên hạ thủ vi cường của phe quân đội, ra tay trước để giành được phần thắng, và đó sẽ là một khó khăn trong Tô Lâm kể từ đây. Mỗi khi Tô Lâm cho trả một vị trí lãnh đạo cấp cao, nếu không nhanh tay sẽ bị phe quân đội đưa người của mình chám vào ngay lập tức. Phải chăng đó là những chỉ dấu cho thấy Đại tướng Lương Cường có dấu hiệu nghiêng về ủng hộ phe Nghệ Tĩnh, giải vây cho Tổng Trọng và phe cánh? Sự lấn lướt của ông Tô Lâm và Bộ Công an trong thời gian vừa qua là nhờ vào kho tàng Big Data, tức là đó là các hồ sơ đen nhúng chàm của hầu hết các quan chức lãnh đạo, từ Trung ương cho tới địa phương. Vấn đề là hồ sơ đen đó được ông Tô Lâm lựa chọn như thế nào và quyết định trừng trị ai mà thôi. Các nhân vật như Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ, Trương Thị Mai và nhiều quan chức khác nữa buộc phải tâm phục trước các bằng chứng của Bộ Công an. Kể cả Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng có những dấu vết nhúng chàm tày đình. Đó là hồ sơ mật về những vi phạm của Tổng Trọng khi còn là Bí thư Thành ủy Hà Nội, có liên quan đến dự án khu đô thị Shibuya Nam Thăng Long ở khu vực Hồ Tây, Hà Nội. Trong hồ sơ điều tra của Bộ Công an dưới thời cựu Thủ tướng hai nhiệm kỳ Nguyễn Tấn Dũng, do đích thân Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thủ trưởng trực tiếp của ông Tô Lâm, điều tra còn dở dang vì nhiều lý do khác nhau đã thể hiện rất rõ. Theo đó, cựu Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Phú Trọng và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hà Nội Hoàng Văn Nghiên từng bị cáo buộc làm thất thoát của nhà nước hơn 3.000 tỷ đồng thời điểm đầu những năm 2000. Đổi lại, ông Trọng và ông Nghiên mỗi ông đã nhận lại quả từ tập đoàn Shibuya của Indonesia là 2 căn biệt thự và 1 triệu đô la. Theo giới thạo tin, ông Trọng đã bán đi một căn, còn một căn hiện nay do ông Nguyễn Phú Trường, vụ trưởng vụ tổ chức của Ban Tuyên giáo Trung ương, là con trai Tổng Trọng đang ở. Đấy là theo lý lịch trích ngang của ông Nguyễn Phú Trường. Đây là một trong những lý do khiến cho Tổng Trọng buộc phải nhân nhượng và lùi bước trước ông Tô Lâm quá nhiều. Và cũng là lý do vì sao ông Tô Lâm có thể đảo ngược được thế cờ một cách ngoạn mục sau Hội nghị Trung ương lần thứ 9 để chuyển bại thành thắng. Tất nhiên, việc Chủ tịch Tô Lâm nhận được sự đồng thuận từ Bắc Kinh là điều chắc chắn, không có gì qua nổi ánh mắt của dư luận. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .d với bản tin Tử huyệt của ông Tổng Trọng là gì và tại sao Tô Lâm chưa đụng tới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đề. Thích Trân Quang sẽ ra sao khi bị truyền thông nhà nước tham gia đánh hội đồng? Trong những ngày gần đây, mạng xã hội đang nổi sóng về câu chuyện ông Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang, bằng cách nào và vì sao chỉ trong vòng có 2 năm sau tốt nghiệp đại học hệ tại chức đã có bằng tiến sĩ luật của trường Đại học Luật Hà Nội. Cụ thể, ông Vương Tấn Việt từ sau khi tốt nghiệp bằng cử nhân hệ tại chức đến khi có được bằng tiến sĩ chỉ mất vỏn vẹn có chưa đến 2 năm. Trong khi thông thường các sinh viên tốt nghiệp đại học loại giỏi phải mất 2 năm học thạc sĩ rồi mất thêm 4 năm làm nghiên cứu sinh mới có thể lấy được bằng tiến sĩ. Báo Tiền Phong vào ngày 25 tháng 6 đưa tin Bộ Giáo dục hỏa tốc yêu cầu báo cáo việc Thượng tọa Thích Trân Quang làm tiến sĩ trong 2 năm. Bản tin cho biết Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có công văn hỏa tốc gửi Trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu báo về quá trình tuyển sinh và đào tạo đối với nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt. Bộ này cho biết hiện nay có nhiều thông tin trái chiều về việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tiến sĩ với ông Vương Tấn Việt tại Trường Đại học Luật Hà Nội. Đề nghị nhà trường khẩn trương báo cáo cụ thể, chi tiết về quá trình tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ và có minh chứng kèm theo đối với hồ sơ của ông Việt. Ban đầu, trước phản ứng của công luận, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tuyên bố quá trình tuyển sinh, học tập, nghiên cứu và cấp bằng với ông Vương Tấn Việt là đúng theo quy định. Theo lý giải của trường này, ông Việt tốt nghiệp cử nhân luật loại giỏi nên đủ điều kiện học thẳng lên tiến sĩ. Ngoài ra, Đại học Luật Hà Nội còn cho rằng ông Việt là tác giả một báo cáo khoa học quốc tế năm 2017 và có năng lực ngoại ngữ. Thầy giáo Thái Hạo thì phản biện, ông Vương Tấn Việt sinh năm 1959 đến năm 1989 mới tốt nghiệp phổ thông trung học hệ bổ túc văn hóa, nghĩa là đã 30 tuổi. Đến năm 2019, nghĩa là 60 tuổi, mới thi lấy văn bằng 2 cử nhân luật hệ tại chức. Nghĩa là ông Việt đi học rất muộn và không rõ văn bằng 1 cử nhân của ông là gì. Vậy mà chỉ 2 năm sau khi tốt nghiệp đại học, vào năm 2021, ông Việt đã lấy được bằng tiến sĩ, cũng ở trường Đại học Luật Hà Nội. Nhà giáo Thái Hạo còn cho biết thêm, cũng chỉ trong 2 năm này, ông Việt làm luôn 2 bằng thạc sĩ và tiến sĩ, xong oái oăm thay, thời gian này là lúc mà đại dịch Covid-19 bùng phát và hoành hành dữ dội, do đó thật khó lý giải về việc học hành của ông Việt. Công luận thấy rằng chuyện Vương Tấn Việt, tức là Thích Trân Quang, lấy được bằng tiến sĩ là câu chuyện điển hình cho thói háo danh ở Việt Nam. Một điều chắc chắn là ông Việt không phải dùng việc học tập và nghiên cứu để lấy được bằng cấp. Chuyện này không khác tuyệt đại đa số các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đều có học hàm, học vị, trong khi kiến thức thì trống rỗng. Đây cũng là chuyện để chứng minh cho một chân lý ở Việt Nam, cái gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Khả năng rất cao Thích Trân Quang đã chi rất nhiều tiền để mua bằng được bằng tiến sĩ, bởi đơn giản một người học muộn đến 30 tuổi mới tốt nghiệp cấp 3 hệ bổ túc văn hóa, rồi tốt nghiệp cử nhân tại chức ở tuổi 59 thì chắc chắn không thể là người học giỏi để được đặc cách. Liên quan đến cú đại nhảy vọt này, Báo Tuổi Trẻ vào ngày 25 tháng 6 có bài viết 2 năm làm xong tiến sĩ như Thượng tọa Thích Trân Quang là siêu phàm. Bài toán dẫn lấy ý kiến của Phó Hiệu trưởng một trường đại học ở Sài Gòn, từng học thẳng từ cử nhân lên tiến sĩ cho hay. Một số nghiên cứu sinh xuất sắc với các bài báo quốc tế có thể hoàn thành đúng tiến độ đào tạo trong 4 năm được xem là rất siêu rồi. Bản thân tôi phải học hết thời gian đào tạo kéo dài cho phép, theo quy định thì mới tốt nghiệp tiến sĩ tới hơn 7 năm. Còn nhà báo Tâm Chánh, cựu tổng biên tập báo Sài Gòn Tiếp Thị đã chua xót cảm thán rằng chuyện không còn là một gã thầy tu háo danh mà đã thành chuyện về tư cách, nhân cách của nhà khoa học, của người thầy, của bậc trí giả mà chuyện cứt lộn lên đầu. Xin nhắc lại, vào ngày 19 tháng 6, Hội nghị Phật giáo đã công bố quyết định kỷ luật Thượng tọa Thích Trân Quang. Theo đó, Sư Quang bị cấm không được thuyết giảng dưới mọi hình thức trong thời gian 2 năm. Mạng xã hội loan truyền các thông tin cho biết ông Vương Tấn Việt, tức Sư Thích Trân Quang, là cháu nội của cụ Phó Bảng Vương Sinh Huy, con trai của Vương Chí Nghĩa, tức là cháu ruột của ông Hồ Chí Minh. Quý vị và các bạn phải theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Thích Trân Quang sẽ ra sao khi bị truyền thông nhà nước tham gia đánh hội đồng. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de
để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de